hé lộ cái tên bất ngờ đằng sau bản hợp đồng lịch sử của thầy Park. Huấn luyện viên Dong Oh-kyun từng là ứng viên cho chiếc ghế nóng ở tuyển Việt Nam trước thời điểm huấn luyện viên Park Hang-seo ký hợp đồng với VFF. Theo tiết lộ mới đây từ ông Nguyễn Tấn Anh, giám đốc điều hành câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, người trực tiếp cùng Bầu Đức tiếp xúc ban đầu với huấn luyện viên Park Hang-seo. Thời điểm năm 2017, ông Park không phải là ứng viên duy nhất cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, theo ông Nguyễn Tấn Anh, sau khi huấn luyện viên Hữu Thắng từ chức, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đàm phán với huấn luyện viên người Nhật Bản Takashi Sekiyuka nhưng không đi đến đồng thuận. Ông Lee Jong-yoon khi đó vốn có mối quan hệ với Hoàng Anh Gia Lai đã giới thiệu cho Bầu Đức hai ứng viên là huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Dong Oh-kyun. Sau khi xem xét hồ sơ, Bầu Đức quyết định chọn ông Park và trực tiếp sang Hàn Quốc để gặp gỡ, đàm phán bước đầu. Trở về Việt Nam, Bầu Đức khi đó đang là phó chủ tịch tài chính đã đề xuất VFF cử người sang đàm phán chính thức để ký hợp đồng. Lương của ông Park sẽ do Hoàng Anh Gia Lai chi trả. Phó chủ tịch chuyên môn Trần Quốc Tuấn và tổng thư ký Lê Hoài Anh cùng Bầu Đức đáp máy bay sang Hàn Quốc thực hiện đàm phán chóng vánh trước khi ký hợp đồng. Không nhiều người tin tưởng ông Park sẽ thành công cùng bóng đá Việt Nam, nhưng bản hợp đồng ký vội năm đó đã trở thành lịch sử. 5 năm qua, nhà cầm quân Hàn Quốc đã giúp bóng đá Việt Nam có nhiều thành tích vang dội. Khá đặc biệt bởi vào tháng 6 vừa qua, huấn luyện viên Dong Oh-kyun đã được VFF mời làm huấn luyện viên U23 Việt Nam thay huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông Dong cũng để lại dấu ấn nhất định khi giúp U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á 2022. Dù có thông tin cho rằng ông Dong là ứng viên phù hợp dẫn dắt tuyển Việt Nam sau khi huấn luyện viên Park đáo hạn hợp đồng, nhưng VFF dường như đang tìm kiếm một ứng viên khác tầm cỡ hơn.